cho mọi người, bây giờ là 1 giờ đêm và mình đang mix lại tất cả các bài để upload audio lên SoundCloud. Say hi to Loan, hello. Loan Béo rất thích làm việc cùng mình và rất thích đứng trước mặt mình khi mình làm việc. Và nó giống mình, rất cần nhiều sự chú ý và rất cần nhiều sự động viên cho dù nó không làm gì hết. Rất là giống mình luôn. Mình đang đi lại một lượt các cái vocal. Về cơ bản thì em sẽ cho mọi người xem đống vocal của mình trong lần mà mình dựng bài, dựng cấu trúc và dựng bè. Cái phần mềm của mình đang dùng ở đây thì mình dùng Reaper. Nó là một phần mềm khá là dễ dùng hơn những phần mềm mà mọi người hay dùng. Bình thường mọi người sẽ dùng Ableton, FL Studio hoặc Cubase hoặc Logic. Yeah, thế mình dùng Reaper vì nó miễn phí và nó cũng có khá là nhiều những cái plugin stock cũng khá là hay. Mình cũng tải một vài plugin miễn phí về dùng ấy, thì nó cũng ok, mình không quá chuyên về khoảng mixing, mastering, nên là yeah, that's okay, let's do the work. Ok, thì đây là bài khoảnh khắc nha mọi người. Mình sẽ có một line guitar, một line vocal và tất cả những cái phần còn lại dưới này là bè. Mình thu trực tiếp guitar và vocal trước, sau đó thì mình sẽ thêm bè vào sau. Mình đang nghe lại những cái phần bè này xem nó ok hay không. Workflow của mình là sau khi mà mình thu bè cho tất cả mọi thứ, nó rất là lộn xộn. Thế sau đấy mình sẽ phải sắp xếp lại và cắt xén gộp chung nó lại với nhau cho nó gọn gàng, cho nó dễ làm việc ấy. Và hai cái line trên này, thường những cái line mà mình để gần về vocal sẽ là những cái line mà mình hát lời, tức là kiểu hát đúng cái lời đấy ấy. Xong những cái line tiếp theo đó sẽ là những cái harmonizing, những cái bè kiểu nó là ha 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 hoặc hu 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 gì đó. Ở cái phần bè màu hồng này nha, nó sẽ là kiểu đó. Mình chia cái màu tím này thì nó là như kiểu bè đuổi và hát theo lyrics ấy. Mình sẽ kiểu chia thành từng quãng ra để khi mà cho thêm effect vào, plugin vào nó sẽ hay hơn. Tự như đây mình đang dùng một cái auto tune. Mình dùng auto tune để cho kiểu sẽ có nhiều đoạn bè mà nhiều khi lúc mình thu ngay lúc đấy mà nó bị phô ấy. Và mình lúc đấy tai mình nó đã nhờn rồi, mình không nhận ra được cái phô đấy, thì cái auto tune này nó sẽ chỉnh những cái phô đấy giúp mình sẽ không phải kiểu đi vào quá chi tiết chỉnh từng cái nốt một ấy vì mình quá lười ấy. Đây là cái main vocal của mình và đây là hai cái plugin mình dùng, thì một cái plugin là để chỉnh giọng. Cái plugin này tên là Jack Joseph Phú. Một cái auto tune plugin stock của Reaper, cái tên là Reatune. Vì trong lúc mày có hot con loa này, hai cái plugin mình dùng cho vocal chính này, và cứ mỗi một cái khúc bè thì mình sẽ dùng auto tune như này, cái tên là auto tune EFX Ante. Điểm cuối cùng là mọi người sẽ master nó. Và mình thì kiểu mình chỉ dùng những cái plugin stock ở trong này có sẵn ấy, và mình xem YouTube để mình làm thôi. Sau nếu mọi người có cách hay hơn hoặc là có một cái link nào đấy để làm ổn hơn thì hãy comment cho mình biết. Mọi người có hỏi thêm về phần kỹ thuật. Cái mic này là AKG Perception 420. Như mọi người thấy ở đây thì mình mình mới tìm thấy cái này. Trước đấy mình không nhớ để nó ở đâu nên mình dùng cái tất. Cũng ok nhưng mà dùng ngay sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái tất thì nó cute nên là mình sẽ tiếp tục dùng cái tất. Các bạn sẽ cần một cái chân mic
không có chân mic thì mua một cái co stand, cái này thì kiểu giống như cái đèn bàn ấy, mình vặn 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 nó vào cái bàn học. Có 80.000 à? Đây là cái đàn của mình. Đàn này là Fender Telecaster. Cái này mình mua second hand thì giá là 9.500.000. Một cái nữa mọi người sẽ cần là mọi người sẽ cần mua một cặp tai nghe. Cái tai nghe này thì mình cũng mới mua. Actually tai nghe này mình mua để mình làm VTV ở nhà một mình ý. Tai này là Audio Technica MX50. Tên đồ dùng mình sẽ để link ở bên dưới description box để mọi người có thể dễ theo dõi hơn. Actually, cái clip này nó chỉ nên ngắn thôi đúng không? Nên là mình nghĩ chắc là kết thúc clip ở đây được rồi. Say bye! Audio của 10 bài đã có mặt trên SoundCloud. Link mình sẽ để ở dưới phần description. Mọi người muốn nghe lại thì let's go!